thầy cho con hỏi là thật sự là bùa ngải là nó có thật hay là nó Cái không bùa có thật, có thật? có thật Dạ. mà đời bây giờ là không có thật. Dạ. Bây giờ thì không có ha. Đời bây giờ là không có thật. Dạ. Rồi con nghĩ là chắc nó cũng sẽ có, nhưng mà khi mà luyện thì nó rất là cực khổ lâu lắm phải không thầy? Cái luyện bùa nó đâu phải chuyện dễ. Dạ. Học bùa thì học được, mà cái luyện bùa hơi dễ. Luyện mỗi một chữ bùa vậy đó là 100 ngày. 100 ngàn. Nó luyện một chữ bùa vậy đó là 100 ngày, chứ không phải là luyện mình viết xong ở trên mình làm được. Đó, cho nên nó là nói ai nói cũng được, nhưng hỏi làm được hay không. Sẵn trên video này đang nói về vấn đề bùa ngải thì cho phép con hỏi thầy vấn đề mà thiên linh cái như thế nào thầy? Nói về thiên linh cái á, thì hồi xưa đời bây giờ là gọi là thiên linh cái. Dạ. Cái hồi thầy của tôi với thầy của bà nội tôi đầu đó, những ông thầy đó đó là nói gì em là thiên linh thôi, chứ không có nói là thiên linh cái, thiên linh địch. Dạ. Mà thật sự ra là đúng 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 cách thà luyện á, là luyện thiên linh là luyện con gái. Điện con gái. Con gái từ 6 tuổi tới 12 tuổi, tới 15 17 tuổi. Mà gái nó 15 17 tuổi là gái còn chinh. Dạ. Còn Điện mới cái còn chinh, còn 12 tuổi đảo lại là khỏi khỏi sợ nó. Thì trong khi cái ông những ông thầy mà nói trong xóm trong chòm nó là theo theo cái nghĩa địa, thì ông có ngày ở ngoài không à, sống với ma nó, thì coi coi cái đó lại đó, coi rồi cái đạo tiếp người ta, mình coi chôn nhỏ đó tên gì, bao nhiêu tuổi đó, thì thiên hạ con cháu trong gia đình mất thì có người tiếp chôn thì biết, rồi hỏi thì trả lời. À, rồi tối ông thầy ông mới đem có cái mỏ nhỏ mới quýnh ba hồi mỏ đó, mà chịu thỉnh thiên linh. À, nói thiên linh nữ tướng em ơi, một ngày là duyên là nợ, hai ngày là vợ là chồng, nghe tiếng anh kêu thì tới, nghe tiếng thầy thiệu thì về, để mình tâm tình với nhau làm duyên làm nợ với nhau này kia kia rồi vân vân, rồi đó đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại năm hồi mười hiệp nó mới hiện lên, nó hiện hình. À, nó hiện hình cái mặt như cái thúng vậy, bự người vậy đó, chứ không phải là nó cái mặt là cái thúng, là mấy ông biết là nó bự rồi. Rồi từ từ nó mới gõ, đọc hoài đọc quỷ, đọc đi đọc lại đọc hoài đọc quỷ, mà nếu mình bỏ mình chạy là nó hốt mình, cho nên đó là nó hiện lại, nó nhỏ lại, nó nhỏ lại bằng cái người Bình mà thường chết vậy đó, người thường vậy đó. Rồi hai người mới ngồi đó mới nói chuyện làm duyên với nhau, tỏ tình nhau đấy em. à, tỏ tình với nhau. Thì bắt đầu cái đêm thứ nhất đó mà cho tới cái đêm thứ 100 là luyện 100 ngày, đêm nào cũng ra hết. Thì cái ngày 100 ngày á là ông thầy một chiếc đũa, thiên linh một chiếc đũa, hai người thầy bẻ đũa với nhau. Thầy là ở trọn đời, ăn đời ở kiếp với nhau trọn đời, ai phản ai. Nếu nếu tôi nếu ông thầy phản thiên linh thì thiên linh bắt nó. Thì cho nên hai người thầy bẻ đũa với nhau, là cũng làm lễ cưới đàng hoàng, là mâm chầu hũ rượu cũng như là mình có lễ rước dâu của mình sau đó là y ăn vậy đó. Thì xong xuôi trình lễ đó xong xuôi hết trơn, chịu thỉnh về xong xuôi hết trơn, rồi mới hứa hẹn nhau rồi hết trơn. Ổng mới đào cái mộ lên, ổng mới cắt cái đầu lấy giấy đỏ gói lại rước dâu về nhà đem về mới nhập với bàn tổ. Thì 3 ngày mới đi phản bái đó, mới đem trả lại cái đầu, thì cắt lại mớ tóc 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 mấy cô gái nhỏ nhỏ đó dài dài không, mà tóc gái nít dài dài không, mà chứ không có hết như bây giờ. Thì ổng mới hốt ra mớ nhiều đêm nhiều ngày vậy, thành cái đầu tóc bằng ngón cẳng cái mình vậy đó. Thì ông nhớ ông thầy pháp đó là đi đâu cũng đẩy thiên linh trên đầu trên bới trên đầu đó. Là luyện thiên linh ta luyện như vậy. Còn nói mà thầy pháp mà không có cái đầu tóc là không phải thầy pháp, tại vì những ông thầy pháp là có cái đầu tóc hết trơn, tại vì đầu tóc mượn đó đó là tóc thiên linh không, thì ổng đi đâu là nó ở đó Con có nghe cái trường hợp mà khi mà luyện thiên linh đó, rồi cái người thầy pháp đó là sai cái đứa con nít mà họ bắt đó, họ đem đi để mà muốn phá chỗ này chỗ kia đó không có đâu. Cái người ta đi cúng dân độ thế, ta đi đem về cũng như mình vậy đó. Ví dụ như đi cưới dâu về thì để làm gì, để nói dở trong đường, thì người ta luyện thiên linh, ta về ta làm vợ với ta rồi, ta làm thiên linh rồi á, thì ta đi cúng dân độ thế, cho ta đâu có bắt phá. Thì lại có nghe người ta
nhiều người ta chia sẻ như vậy đó, mà không biết là nó có đúng không? Có đâu, nếu mà mấy ông thầy đó gọi là tà đạo rồi, làm để chi? Làm để cho người ta biết là ông thầy đó làm chuyện ác, để đi lợi ông thầy đó đang làm, đang cho nó ếm cho chết này kia rồi vân vân. Nó sự thật ra là nó không có như vậy. Nói chung có đi cái vong hồn người ta sống theo người ta, ta chỉ có phá phấy con cháu hay là phá phấy người ta để người ta đòi ăn á, hợp với nhau để ta đi theo. Nó là cái đó thôi, là cái đó là quấy của người ta thôi. Còn cái chuyện mà nó sai đi bắt đi phá này kia nọ nó không có đâu. Cũng có, nhưng nếu mà bên tà là sẽ làm cái đó. Bên tà. Còn bên chánh thì chỉ đi giúp đời, cũng như bên chánh là gì giúp đời, chứ không có làm gì. Cho nên nó là cái nào bên nào cũng có hết trơn, chứ không phải nói một bên. Về thầy cúng thì cũng có ông thiện ông ác, chư tăng cũng có ông ác ông thiện ông ác. Chứ không ai giống ai đâu, người đời mình cũng vậy. Trong đời ngoài đạo gì, trong đạo ngoài đời gì, ai nó cái gì cũng có, cho nên mình cũng là chấm chế. Cả tôi thấy bà con cô bác mà quá trời nhẹ dạ mê tín, thành ra tôi cũng nói vấn đề bùa rồi nó thấy rõ ràng lớp đi. Ví dụ sau này ông bà cô bác nào nó xa có số điện thoại, anh em biết số điện thoại, bị dời ăn mà dời dắt khăn đó, dời ăn mà nó phòng lên đó, điện tôi giúp cho. Giúp qua điện thoại được không thầy? Giúp qua bằng điện thoại được, khỏi tới đây. Dạ, mình làm cũng làm phước chứ không lấy tiền đó chú. Đó là làm bằng chữ bùa luôn đó. Tôi coi cho cái chữ bùa, nhưng mà nó phải có câu chú tôi cũng cho biết. Nó linh với cái chữ bùa vài câu chú. Chồng lấy cái viết ở trong ấy dùng mà xem. Cho cái dù tiếng nó viết rút lông xanh đó. Cho nên là cái nào có mình nó có, nào không mình nó không. Chứ còn cái nào bây giờ hồi xưa đó thì nó khác hơn bây giờ. Thầy hồi xưa là sắc sảo lắm, thầy hồi xưa là 100% là hết chín, là 100% chứ không có nói 99. Còn thầy bây giờ là giống như là người ta học học lớn thôi. Lớn thôi chứ học lớn thôi, là giống như ngày có xưa thôi. Cái ngày xưa là con nghe kể đó thầy, ngày xưa mà mấy ông thầy ngày xưa là làm là dữ lắm á. Làm bùa cũng dữ lắm á thầy. Còn bây giờ là họ học lớn rồi, họ ra họ để họ mà gạt bà con ha. Đúng rồi, thầy từ cái chỗ họ lấy cái đó, cái linh niệm của mấy ông già xưa, rồi mấy họ làm bây giờ, chứ bây giờ là chưa thật. Tôi thấy như thế này, bây giờ đó lập cái bàn tổ ra. Mình ví dụ như bây giờ mấy chú lại đây thăm viếng tôi, thì cũng phải cho tôi biết trước. Hay là mấy chú làm muốn quay cái YouTube, quay cái clip thì phải có đồ nghề, có món này món nọ chuẩn bị sẵn rồi mình mới quay, mình mới làm. Thì thỉnh tổ, thỉnh thầy hay là thiên linh luyện bùa, giết bùa thì cũng phải bày ra, phải có cái bằng tổ. Chứ đâu phải nói không muốn làm hút đứa thuốc làm cũng được, đâu phải vậy. Nó cái gì nó cũng có cái nguyên do và cái căn nguyên. Còn à, bây giờ hiện bây giờ tôi đang sử dụng cái chữ bùa này là thử thật là có. Thử thật là có thật. À, ai không tin, nếu ai không tin mà nếu có bị dời ăn thì như tôi đi. Tôi cho biết cái chữ bùa. Làm được hết trơn chứ không cần tới đây. Cũng như cái chữ bùa này là nếu mà thầy hay làm mới được, chứ người khác dễ như vậy rồi có hiệu quả không thầy? Không. Không ha. Có học mới làm được. Phải có câu thần chú của bò của thầy nữa chú. Mà. Nhưng mà thầy không có nói được ha. Không. Thầy cũng cho con hỏi luôn, tức là
khi mình giúp người ta như vậy thì mình có nhận tiền không thầy? Không, không bằng tiền. Cái đầu này, cái này, cái nghề này là mình không ăn tiền. Yeah. Ăn tiền không có linh nghiệm cái gì hết. Yeah. Chứ bây giờ cái bệnh giờ dắt khăn đó, nó ăn là phải chết. Mà nó giáp rồi á là bắt đầu nó nhức. Nó hết. Nó cũng lành vậy nhưng mà nó phồng lên cũng như là bị da con cóc vậy đó. Rồi nó nhức. Nó nhức ăn không được, ngủ không được. Giết mòn mỏi thì chết. Mà cái bệnh này mà nếu mà tôi cứu được rồi, người ta tìm tôi mà cứu được rồi đó, ăn 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu người ta cũng vẫn chịu nữa. Theo tôi được biết á. Tại vì sao? Thoát chết mà, hết nhức nè, ăn ngủ được. Chứ để lại phải chết. Nó mà làm cho người ta hết rồi mình nói bây giờ ăn 50 triệu người ta vẫn theo tôi được biết á. Nhưng mà không làm. Không làm điều đó. Mình chỉ làm phước thôi thầy. Mình chỉ làm phước thôi. Không có nhận tiền. Ví dụ tôi đi cúng đi kiến gì đó cho tôi được thì tôi nhận, chứ còn cái đồng tiền này là không nhận. Biết sao không nhận cái đồng tiền này? Sao nó phản con cháu. Phản ngược lại ha. Phản con cháu. Yeah. Cho nên á, bởi vì người ta nói là làm thầy nghèo lắm, đúng. Đó là ba chữ gì đó thầy? Dạ chứ, thí dụ như nó nhỏ. Nó nhỏ, thí dụ nó khoảng chừng bằng một gang tay mình á. Thì mình canh ra mình vẽ ba chữ thôi. Mà nó ăn bên trái qua bên phải. Thì mình vẽ từ bên phải lại trở lại bên trái, ăn người ta lại, không cho nó nữa. Mà nó ăn bên phải qua bên trái, thì mình lấy bên trái mình gịch về bên phải. Như cái này à, cái này là ví dụ như bà con mà ở xa đó, người ta không có đến được. Thì mình cho người ta cái giống như là người ta vẽ như vậy, nhưng mà mình ở bên đây mình đọc rồi không thằng chú hay là đi vẽ. Bây giờ ở bên kia cái người bệnh. Dạ. Cái người bệnh ở bên kia là bây giờ cho tôi biết là bị bệnh là giờ giấc khăn. Nó phồng, nó phồng như da heo vậy đó. Thì gọi là nó chảy nước tới đâu là nó nổi tới đó. Thì gọi là giờ giấc khăn, nó ăn giáp là chết. Thì bây giờ nó nổi một giờ đầu tiên nó phát lên là nó nổi ngay bên tay trái. Nó bên cái dài bên trái, cái dài bên trái mà nó ăn qua cái dài bên phải. Thì cho tôi biết là cái bên trái qua bên phải, cho tôi biết trúng chỗ, cho tôi biết trúng tôi mới làm được là mới hết. Không trúng là không hết. Thì lúc đầu tôi vẽ từ đây, từ bên phải tôi lấy về bên trái lại. Rồi từ vẽ ăn bên phải đi qua trái thì tôi lấy bên trái trở về bên phải lại. Gom lại hết. Rồi đó là thêm mà nữa là mình, ví dụ như người đó người ta nhờ mình đó là gọi qua gặp nhau nó qua bằng điện thoại. Zalo. Qua bằng điện thoại là được. Rồi lại thấy hình đó. Thổi thấy hình. Dạ, thổi thấy hình luôn hả? Thổi. Cho biết tên, đứa tuổi, chỗ ăn, chỗ ở. Địa chỉ nhà. Rồi giờ biết tên tuổi. Bao nhiêu tuổi, tên họ. Rồi đây ta làm. Thí dụ như bây giờ nói cô đó bị ở bên Úc, bên Mỹ gì không có dân dân. Thì bây giờ nói là bây giờ nó bên Mỹ đi. Bên trái qua bên phải. Đó, bên trái qua bên phải là tự nhiên cái dây này dây trái nè. Thì lúc đầu tôi vẽ bên phải nè. Bên phải qua bên trái. Phải qua trái lại. Trong khi tôi vừa vẽ tôi vừa đọc qua thằng chú. Thấy không? Vẽ sao mà giáp tờ giấy này, cái dây của người ta rồi. Vẽ sao giáp tờ giấy này thôi. Vừa đọc thằng chú vừa vẽ, chứ không phải vẽ như thế này mà cho mấy ông coi vậy. Đây là mình chỉ là đại khái mình ghi vậy thôi. Thì bắt đầu rồi xong rồi là thôi. Rồi ngày mai tôi điện cho tôi ngày mai coi nó bớt hay không. Tại vì nó trong khi nó nổi nó bị hành, nó không lạnh, nó chảy nước. Và bây giờ nó khô chưa? Nó khô à, cho biết là khô vẽ nữa. Vẽ nữa vẽ tờ giấy khác. Hoặc là lấy tờ lá chuối vẽ. Hoặc là ra không có thì ra ngoài đất vẽ. Nó dễ tới cỡ đó đó, nhưng mà có một cái là không ăn tiền.